Chiều nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Vấn đề tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Cho ý kiến về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, một số ý kiến cho rằng bản chất tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên có tính chất giống nhau vì đều đánh vào một đối tượng là khoáng sản nguyên khai chưa qua chế biến. Do vậy, nếu thêm loại tiền này sẽ tạo ra tình trạng thuế chồng thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa được khai thác khoáng sản đã phải nộp ra một khoản tiền lên tới hàng trăm tỷ thì đấy là một cái điều rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Mà nên chăng nhà nước là thu tiền cấp quyền như phí tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tức là doanh nghiệp đấu giá mỏ xong và như thế theo khối lượng, trữ lượng, tỷ lệ như thế thì sẽ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trên cái sản lượng khai thác hàng năm, trên cái báo cáo tự mình kê khai và được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và thực nộp, tức là trên cái khối lượng doanh nghiệp khai thác ra, như thế mới đảm bảo cái công bằng, lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trên thực tế là rất nhiều cái doanh nghiệp mà khai thác đá, đặc biệt là trong miền Nam, khi mà khai thác xuống sâu ấy thì là cái trữ lượng khai thác mà thu được so với cái trữ lượng phải đóng cấp quyền là nó cách xa nhau, và rất nhiều doanh nghiệp đang nợ hàng trăm tỷ tiền thuế, họ không có cách nào để có thể nộp và để tiếp tục hoạt động. Làm rõ thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do nhà nước ấn định, không do Bộ Tài chính ban hành, bảng giá cụ thể do Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành hàng năm. Thực tế việc thu loại tiền này đang gặp nhiều khó khăn. Thực hiện thời gian vừa qua rất là khó khăn. Khi mà có cái biến động về trữ lượng lớn, thì nếu mà trữ lượng mà tăng lên, thì xu hướng là tất cả cái đấy là phải được tính toán bổ sung, tổng hợp và nộp đầy đủ. Nhưng mà trường hợp mà khoáng sản thì nó giảm hơn so với thực tế thì thực tế báo cáo với công chí chủ trì hội nghị là đề xuất để doanh nghiệp rất là nhiều nhưng mà chưa cơ quan nào dám quyết là giảm cái tiền này. Thì trong luật lần này chúng tôi đã quyết định đưa vào một cái cơ chế, tức là tiền thì tính theo cái chức lượng được phép khai thác, còn cái quyết toán thì theo sản lượng thực tế để đảm bảo công bằng. Thì chúng tôi thấy thế này, thứ nhất đấy là liên quan căn cứ, thì theo cái dự thảo đây đó là một là chữ lượng, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là chúng tôi thấy được là giá tính thuế. Cái thứ ba đó là cái mức thu thôi để mà tính. Cái thứ hai là phương thức như đồng chí thứ trưởng có nêu, đó là gì? Thu theo năm và quyết toán theo thực tế sản lượng. Để làm gì nó hài hòa giữa câu chuyện trữ lượng, tức là những cái thứ mênh mông mình không biết được, và cái mà thực tế các doanh nghiệp khai thác lên. Ngoài ra, các nội dung khác trong dự thảo luật như đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương pháp xác định, phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng cần được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trong quá trình hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội thảo luận tại đợt 2 của kỳ họp thứ 7. Đấy, chúng tôi.